Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với Chân Đồng Chơi. Hôm nay thì em cũng quay nhanh cái giá xe con CX-5 này. Còn khoảng chục ngày nữa các bác chạy thuế. Thời điểm này thì một số bản nó cũng đã bắt đầu khan rồi. Đặc biệt là cái bản rẻ nhất, bản Deluxe 759. Đấy, đây là bản CX-5 2.0 Premium. Bản này bán khá là chạy. Ở trong cái lúc em quay qua nhanh một vòng như này thì em cũng báo luôn 7 bản. Thì chủ yếu bản chính là 5 bản 2.0. Thì chúng ta có bản rẻ nhất là Deluxe, là 2.0 Deluxe 759 triệu. Thì ra biển đâu đó khoảng 800, các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Còn bản thứ hai là bản 2.0 Luxury là 799 triệu. Thì các bác sẽ ra biển ở tỉnh địa phương ấy, nó sẽ dao động khoảng tầm 845. Bản trên màn hình là bản 839, bản Luxury, bản Premium, bản là bản Active. Đấy, Luxury thì nó có bản Active này, Sport này, hay là Exclusive. Thì mỗi bản nó cách nhau vào khoảng 20 triệu, là 839 này, 859, 879. Đấy, các bác ra biển thì cộng thêm vào khoảng 40-50 triệu nữa. Thì nó tương đương với cái mức ra biển là 887 triệu, 908 và 930 triệu. Đấy. Thì cao nhất là chúng ta ra biển khoảng tầm 930 với phiên bản Exclusive, ra Napa hay là sửa ghế sau. Về cái bản các phiên bản ấy thì thời điểm này như em đã nói trong video ấy, cái bản Deluxe thì nó thật sự rất là khan rồi. Bản Luxury thì bọn em chỉ còn một vài màu chạy thuế thôi. Nên chủ yếu sẽ còn bản 2.0 Premium, ba dòng là Active, Sport và Exclusive thì mình có thể chạy thuế được. Tuy nhiên thì nó yêu cầu một số cái điều khoản thanh toán cũng như là cái có thể chậm xe một chút. Nếu mà các bác đã trải qua khoảng 2 lần thuế trước thì một số cái trường hợp nó chạy giảm thuế trước rồi vào tiền sau, nhận xe sau. Đấy thì bọn em cũng chia sẻ luôn. Nó cũng có nhiều câu chuyện xung quanh cái việc chạy thuế như này. Rồi mình quay lại về cái xe thì đây là bản bọn em bán chậm nhất đấy, bản 839 thì các bạn sang biển khoảng tầm 807-808 đúng không ạ? Mình có ghế điện này, nhớ ghế này, sưởi ghế, sưởi vô lăng, phanh tay điện tử, auto hold, màn cảm biến, 10 loa bâu, 6 thu khí. Chung là dòng này bọn em bán khá là tốt. Cốp thì bản này cũng bắt đầu có cốp điện rồi. Trừ cái bản Deluxe ra thì toàn bộ xe đạp đều trang bị công nghệ an toàn như là phanh khoảng cách này, lệch làn đường này. Đấy, thì cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Chung là xe này nó bán chạy cả năm vừa rồi với cái mức giá rất là hợp lý. Thì anh chị cũng có thể cân nhắc. Ngoài ra thì thời điểm này vay mua cái lãi suất trả góp nó cũng rất là rẻ. Đâu đó khoảng 6-7% một năm đầu nếu anh chị có cái tài chính tốt, hồ sơ đẹp. Đấy, thời gian vay thì 7-8 năm và giá trị vay là 80% giá trị xe. Mình trả trước vào khoảng tầm 30% giá trị xe, tương đương vào khoảng tầm gần 300 với cái mẫu 2.0 Premium như này. Đấy, ngoài ra thì cũng chia sẻ với anh chị là thời điểm chạy thuế như này thì là mình nhận xe vào gọi xích soát cuối năm thì cũng coi như là mất một đời xe. Đấy, thì anh chị có thể cân nhắc hoặc là mình mua sang 2024 chờ chương trình khuyến mại mới thì nó được lợi một đời xe. Ví dụ như ở cái phân khúc như này ấy, thì một đời xe nó cũng giá trị nó cũng tương đương với khoảng 50% lệ phí cho bạ rồi. Đấy, đâu đó như khách hàng của em thôi, một anh khách mà mới 2022 mua một chiếc Toyota Cross đúng không ạ, thì cũng là thời điểm chạy thuế, cái mức giá ra biển đâu đó nó cũng tương đương như bây giờ mà bán lại đi thời điểm này rồi cuối năm gọi là mất 2 năm, hai đời xe mà được sử dụng có một năm thôi mà mất thì đâu đó khoảng gần 200 mà cũng rất là phí. Cái này thì các bác phải mua bán thực tế cơ thì mới biết được. Đấy thì cũng có thể cân nhắc cho mình tính toán, ví dụ như là mua sang 2024 thì mình sẽ theo cái chương trình khuyến mại của 2024, có thể nó không được tốt, cái giá lăn bánh không được tốt như là cái thời điểm mình chạy thuế, tuy nhiên thì mình được hưởng lợi một đời xe. Rồi, anh chị mà có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.